Xin chào tất cả anh em. Đúng theo cái như cái mình đã trao đổi với anh em trên trang của hội đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em tập đối với một cún con từ những cái bước sơ khai đầu tiên. Ở đây thì mình cũng nói luôn rằng là ở đây thì mình có một chú cún con là chưa tập một chút nào. Đây là một chú cún sơ khai luôn, chưa hề tập. Cái thứ hai nữa là mình cũng hướng dẫn anh em xem là cái thứ nhất là khi tập với một chú cún nhỏ thì mình nói luôn thế này, thứ nhất là tập với một chú chó nhỏ thì phải cần cái thứ nhất là gì, phải tập là lúc chú chó là phải chưa ăn, cún đang đói, đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gì, là bạn phải chọn cho nó cái đồ ăn mà nó thích nhất. Ví dụ như là ví dụ với những con cún nó ham ăn ấy thì cái thức ăn gì cũng được, nhưng mà nếu như với những chú cún mà nó hơi khái ăn một chút ấy thì bạn phải xem nào nó thích ăn gì nhất. Ví dụ như có những con thì nó rất thích xúc xích, nhưng có những con thì nó lại rất thích ví dụ như nó lại rất thích cái thịt gà rán. Thì còn nếu mà được con cún nào mà nó ham ăn á thì mình sẽ rất là nhàn, bởi vì sao, là mình không phải lựa chọn nhiều vấn đề về đồ ăn cho nó. Cứ nghĩa là cứ có mồi là nó thích rồi thì cái điều đó sẽ là rất là nhàn. Đó, thế thì cái đây điều đầu tiên là thứ nhất là cún là phải đói này trước khi tập này. Cái thứ hai nữa là bạn phải chuẩn bị đồ ăn là những cái đồ gì mà nó thích. Đó, và cái thứ ba nữa đó là gì, cái đồ đựng nhá. Cái đồ đựng thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng bạn phải nhớ ví dụ như là khi mình tập thì thường là mình mặc những bộ quần áo như thế này. Quần áo này thì nó có cái đặc điểm là có áo, nó là áo chuyên để tập thì nó sẽ có những cái túi này để đựng thức ăn này. Đấy, hoặc là ví dụ như cái túi đằng sau phía sau mình là để đựng dây dắt này. Đó, hoặc là những cái túi này là có thể đựng bóng này, đựng đồ chơi. Đó, tức là đây là nó là những cái áo chuyên dụng để bọn mình khi tập với cún. Đó. Thế còn ngoài ra thì có thể là còn một số đồ khác nữa. Ví dụ như là những cái túi đồ ăn chuyên để đeo ở trên người. Đây, ví dụ như là đây là cái túi đồ ăn là chuyên để đeo ở trên người. Thì tại sao lại phải dùng cái này? Vì cái này là khi mình tập á, anh em mình tập á, nếu như không có mặc áo này chẳng hạn. Đấy, ví dụ như tôi không mặc áo này thì tôi có thể đeo cái này lên người. Thì cái này, cái túi này nó cũng là thiết kế cho để tập chó. Thế nên những cái này nó có thể di chuyển ở cái vị trí nào mà bạn dễ lấy cái thức ăn là nhất. Đó, nó có cái nút để kéo cái thức ăn vào này. Và khi mà ta thưởng, khi con cún nó tập tốt để ta thưởng cho nó thì thức ăn từ đây ta lấy, ta thưởng cho nó. Thì ta không phải móc vào, vì túi quần chúng ta đựng thì nhiều khi nó nhỏ. Nên những cái túi này là để chuyên dụng để tập cho cún. Đó, thì đây là cái túi mà để tập cho cún. Đó. Và một, nếu như các bạn mà chưa có cái dụng cụ như này chẳng hạn, các bạn chưa có những cái đồ như thế này thì đây, cái bát ăn hàng ngày của nó, bát ăn hàng ngày của nó, chúng ta đổ thức ăn vào đây và chúng ta để. Nhưng mà phải lưu ý nhá, lưu ý rằng là nếu như ta sử dụng cái bát này thì chúng ta phải để lên cao, bởi vì mỗi lần ta đến ta lấy, ta cầm ở trên tay xong á thì ta phải để lên cao, chứ không có là nếu mà để dưới thấp là cún nó chạy lại ăn mất rồi, mà nó ăn no rồi nó sẽ không tập nữa đâu. Đó, đấy là những cái điều mà lưu ý là khi ban đầu là chúng ta phải cần chuẩn bị những cái gì. Đó, và sau đây là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái bài đầu tiên đối với tập với cho cún. Thì bài đầu tiên đó là gì, là bài đầu tiên là gì, bài đầu tiên là tập cho cún làm quen với thức ăn. Đó, thực ra những đồ này là cún rất thích rồi, tại sao lại phải làm quen? Chủ yếu nhất đó là cho cún làm quen, nhận diện, biết được cái vị trí thức ăn và nó sẽ chờ đợi cái thức ăn đó nằm ở đâu. Đó, ở đây vì khi ta tập thế nên là cái vị trí thức ăn là sẽ nằm ở trên tay. Đó, các bạn lưu ý nhá, vị trí thức ăn là nằm ở trên tay. Thế nên dẫn đến là gì, con cún phải biết được cái vị trí thức ăn nằm ở trên đó, nơi đó là nơi trao thưởng. Và con cún nó sẽ luôn chờ phần thưởng được trao tại cái vị trí đó.
Đó, thế thì nó phải biết được phần thưởng nó được nhận từ đâu, và nó sẽ luôn cái chờ điều đó, và nó phải tập trung vào cái lơi sẽ trao thưởng cho nó. Đó, đấy là ban đầu ta cứ chơi mà nó bình thường thôi, và khi nó biết được cái vị trí có thức ăn ta thưởng cho nó, nó cứ biết vị trí thức ăn ta thưởng cho nó và ta khen nó giỏi. Bạn phải nhớ một điều nhá, trong tập chó thì nó có hai điều rất quan trọng, đó là thưởng và phạt. Ở đối với chó nhỏ trong cái bài tập này, thưởng là được ăn, phạt là không được ăn. Các bạn đừng hiểu lầm cái việc là vấn đề là phạt có nghĩa là đánh đập nhá. Ở đây rất rõ ràng là thưởng, làm tốt được thưởng tức là sẽ được ăn, làm không tốt thì không được thưởng tức là không được ăn. Đó. Và nếu muốn chú cún muốn được ăn thì chú cún phải làm đúng, và làm đúng thưởng thì phải kết hợp với gì, lời khen nhá. Lời khen phải luôn hiện hữu. Các bạn là tập với chó là đừng có tiết kiệm lời khen. Nó làm tốt thì phải khen, nó làm không tốt thì đương nhiên là mình không thể khen được và không có thưởng. Và khi nó làm cái gì không đúng thì ta luôn đi kèm với lệnh là gì, lệnh sai. Thì sau này có nghĩa là gì, sau này khi con chó nó sẽ biết phân biệt, nó làm cái điều gì đúng, điều tốt mình khen nó thì nó bảo à, nó đang làm đúng, nó đang làm tốt. Đó. Còn nếu như nó làm cái điều gì không đúng, không tốt thì nó sẽ cho là nó mới biết, nó cũng biết được là gì, à mình làm chưa đúng, mình làm chưa tốt, nó bị là ông chủ không hài lòng, cái điều này mình không được làm. Và cái lệnh đó nó sẽ thường xuyên là gì, ví dụ đơn giản tôi chỉ ví dụ như này, là khi con chó nó chỉ cần nó ra nó cắn một cái đồ gì đó chẳng hạn, hàng ngày là nó làm không đúng khi với lệnh với bạn là khi đang tập. Nhưng ví dụ như khi nó tha cái dép mà nó không đúng, bạn chỉ cần hô sai một cái là lập tức con chó nó sẽ biết rằng cái điều đó không đúng, nó sẽ bỏ cái dép ra, nó không tha cái dép nữa. Đó, nên là hai cái lệnh này luôn đi kèm với nhau. Cái lệnh mà khi mà con chó làm tốt mình khen nó. Một điều lưu ý ở trong cái vấn đề này là gì, khi khen thì nét mặt bạn phải tươi cười lên. Đó, và bạn phải cái âm điệu giọng phải ấm áp kéo dài ra, ví dụ như này, giỏi, good, super, ví dụ thế. Đó, tức là cái âm khen nó phải rõ ràng. Và khi nó làm không đúng, đúng không, thì cái thái độ của mình cũng như cái âm điệu phải dứt khoát, ví dụ như sạch, đúng không, rất rõ ràng, thì con cún nó hiểu được rằng là cái điều đó là điều không đúng, không nên làm. Chứ tránh cái tình trạng rằng là cái lệnh đúng và lệnh sai, cái lệnh khen nó khen và sai nó như nhau, ví dụ như giỏi sai, thì thực ra ngay như trong cái âm điệu lệnh đó con chó nó cũng đã không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai. Mà đôi khi nó chỉ cần nghe giọng mình thôi nó đã biết là ông chủ có hài lòng hay không, nó chỉ cần nghe giọng mình nói thôi nó đã biết được nó làm đúng hay nó làm sai. Và cái điều đó nó sẽ rất tốt cho con chó, mình giúp cho nó tập được tốt hơn, nó hiểu được bài nhanh hơn và nó biết được nó đã đang làm đúng hay làm sai. Đấy là những cái điều anh em lưu ý. Và một điều quan trọng nhất trong huấn luyện đó là không được phép đốt cháy giai đoạn nhá. Các bạn lưu ý cho tôi này, không được phép đốt cháy giai đoạn đó. Cho dù rằng là các bạn tập con chó có thể nó tiếp tục nhanh, nhiều con nó tiếp tục nhanh nhá, các bạn thấy nó làm tốt cái là các bạn chuyển bài ngay, đó là sai lầm nhá. Các bạn phải làm thật tốt, phải làm thật tốt khi mà con chó nó làm tốt cái động tác đó rồi, nó ghi nhớ rồi, các bạn phải làm đi làm lại để cho nó phải ghi nhớ cái điều đó rồi sau đó chuyển động tác. Nhiều bạn ra sân vừa tập một tí nó thấy nó làm tốt cái, ví dụ như tập động tác ngồi chẳng hạn, vài bước cái con chó làm tốt cái các bạn chuyển luôn sang động tác nằm. Cái điều này là gì, cái điều này khiến cho con chó là mai đến lúc bấy giờ thì nó nhớ thôi, nhưng đến ngày mai vì nó là chó nhỏ dắt ra sân nó chẳng nhớ đâu là nằm đâu là ngồi nữa, thì điều đó là sai. Mình phải cho nó ăn và cứ ghi nhớ vào nó từng lệnh một đó, và con chó phải ghi nhớ cái điều đó, sau đó mình mới chuyển động tác khác. Nên là anh em phải thật lưu ý cho tôi chỗ này. We'll be right back.
Good super. Có thể các bạn thấy những cái bài tập ban đầu như thế này chưa được đẹp mắt, nhưng mà các bạn phải ghi nhớ cho tôi một điều nhé. Đây là bài tập quan trọng nhất. Đây là bài tập sơ khai ban đầu nhưng nó lại là bài tập quan trọng nhất, bởi vì nó là tiền đề cho tất cả những cái bài tập sau này. Nếu như các bạn mà làm cho con chó nó tập trung được vào với cái mồi mà các bạn đang hướng cho nó, thì sau này nó sẽ liên đới đến vấn đề là tất cả những các động tác tập sau này nó liên quan đến bài tập đầu tiên này. Nên bài tập đầu tiên này là bài tập quan trọng nhất để ghi nhớ cho con chó, để cho điều hướng cho con chó làm sao sau này con chó nó phải theo được cái mồi của mình. Vì nó mới theo được cái mồi này thì mình mới điều khiển con chó của mình theo cái ý muốn. Mình muốn nó làm cái gì thì sẽ theo cái ý muốn của mình. Và nên là các bạn phải lưu ý nhá, bài này là bài cực kỳ quan trọng. Đó. Các bạn nhìn thì nó có thể là cái bài ban đầu là nhìn thì nó không đẹp mắt. Đó. Nhưng nó lại là bài quan trọng nhất vì nó xuyên suốt cả một quá trình đào tạo. Sau này kể cả các bạn có muốn nó dạy đứng nằm ngồi, hay là dạy nó neo trèo, hay là dạy nó nhảy qua các cái vòng hay vượt chướng ngại vật, hay tất tuốt những cái gì thì nó đều liên quan đến cái bài phần thưởng này. Nên các bạn phải lưu ý rằng là tuy ban đầu nó như thế này thôi nhưng nó lại là bài quan trọng nhất. Nên các bạn lưu ý thật, lưu ý cho tôi nha. Vấn đề này là vấn đề cực kỳ quan trọng. Đó. Thì quá trình khi nó cần nó theo thì ta dùng một tay, nhưng mà khi thưởng thì anh em nhớ là khi thưởng đổi cả hai tay. Đồ thổ thưởng đổi cả hai tay. Tại sao lại phải thưởng hai tay? Thì sau này nó sẽ liên đới đến một số các cái bài tập về sau, là ví dụ như là cho cái trường hợp là con cún nó, ví dụ nó thưởng một tay thì nó sẽ luôn ngóng ở bên này, thì nhiều khi mà luôn ngóng ở cái tay có thưởng này, thế nên là nhiều khi là con cún nó sẽ hướng về phía đó nhiều. Nếu ta thưởng cả hai tay thì có hai bên đều có phần thưởng, thì con cún nó sẽ nhìn đều hai bên. Đó, thưởng đều hai tay. Đó, khi mình thưởng xuống mình đều đưa hai tay này đều xuống thì con cún nó sẽ đứng cân để nó nhìn mình, thì sau này nó di chuyển theo mình, nó sẽ thẳng hàng. Đó, chứ nếu như mình thưởng một bên là mai nó sẽ đứng lệch, nó đứng vẹo. Ví dụ thuận tay trái mà thưởng này nó sẽ đứng lệch bên đây, mà thuận tay phải mà thưởng này nó sẽ đứng vẹo người, nó không đẹp. Thì nhớ là phải thưởng cả hai tay. Còn nếu khi nó theo thì nhớ là khi theo thì nhớ là kẹp mồi này, rút theo. Đó, rút theo thì là dùng một tay thôi. Đó, nhưng mà khi mà nó làm tốt thưởng này, thưởng hai tay, thưởng liên tục thì hai tay đều phải đưa xuống. Và một điều lưu ý này, đó, không được để mồi rơi xuống đất. Mồi rơi xuống đất thì không được để cho cún ăn dưới đất mà luôn phải nhặt lên. Bởi vì sao? Là nếu như ta để nó rơi xuống đất mà nó nhặt đó, thì nó nghĩ rằng ở dưới đất cũng có mồi, không cần phải đợi cái mồi ở trên tay. Thế nên là phải không được để nó ăn ở dưới đất, nó rơi cái là mình phải nhặt. Đó, đấy là anh em lưu ý. Và cũng phải lưu ý với anh em rằng là có thể là trong cái video anh em xem, hoặc là anh em nghe nói là có những chỗ mà chưa nắm bắt hết được ạ, thì anh em sẽ comment ở phía dưới này, có cái gì mà mình chưa hiểu hay hoặc là anh em comment ở phía dưới thì mình sẽ giải đáp vào trong cái video của những cái buổi sau, những cái buổi tập như thế này. Hoặc là các bạn có thể quay video lên, gọi lên những cái đi
điểm mà mình khi mình tập mình phát sinh mà mình mắc phải, thì mình có thể là căn cứ vào những cái đó mình sẽ có những cái hướng dẫn cho các bạn để khắc phục những cái lỗi khi các bạn tập. Đó, thì các bạn lưu ý cho mình, các bạn nhớ rằng là các bạn comment ở phía dưới á, thì mình mới biết được là cái lỗi các bạn đang mắc phải, những cái điểm gì mà các bạn làm nó chưa đúng, cái điểm gì khi các bạn làm nó phát sinh, thì các bạn hãy comment ở phía dưới là mình sẽ trả lời cho các bạn. Và các bạn để muốn mà nắm bắt được những cái video mà mình hướng dẫn cho các bạn hay là những cái trả lời cho các bạn sớm nhất á, thì các bạn nhớ cho mình một điều này là ấn vào cái nút đăng ký á, đăng ký kênh á, trên cái dưới mỗi cái video nó có cái nút đỏ phần đăng ký đó, thì các bạn kích vào cái nút đỏ đó, và sau khi đó nó sẽ hiện lên cái quả chuông đó, thì các bạn kích vào quả chuông tức là mình đã theo dõi. Thì khi mình cứ post cái video lên cái tự nó sẽ thông báo vào điện thoại cho các bạn hay là trên máy tính của các bạn, nó sẽ tự hiện thông báo là những cái thông tin mà từ cái kênh Bằng Đoàn TV của mình này phát lại cho các bạn. Thì các bạn hãy lưu ý cái chỗ này đấy, và nếu như mà các bạn mà làm tốt được thì các bạn sẽ cố gắng là tập duy trì đều để làm sao cho điều hướng cho con chó của mình được tốt. Và nếu như mà các bạn thấy rằng là những cái chia sẻ của tôi nó hữu ích với các bạn, nó tốt cho những người chơi, những người nuôi, thì các bạn hãy chia sẻ ra những cái kiến thức hay là những cái video như thế này để cho mọi người cùng xem và cùng tập với chó của mình. Nếu như mà trong quá trình tập đó thì có vấn đề gì thì tôi sẽ có những cái trả lời trực tiếp vào cuối tuần. Thường là mỗi cuối tuần thì tôi sẽ có những, nếu như có nhiều cái ý kiến mà tôi góp lại thì có thể là tôi sẽ live stream trả lời trực tiếp từng cái vấn đề các bạn đang mắc phải. Thì khi đó thì tôi sẽ có những cái thông báo. Thì hy vọng rằng là với những cái gì mà mình chia sẻ với các bạn thì các bạn sẽ tập được tốt đối với cuốn của mình. Các bạn sẽ làm tốt trên các cuốn con của mình. Và chúc các bạn làm sao cho từ cái bước ban đầu như thế này là huấn luyện được thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.